Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bài tiếp theo. Đó là bài số 4. Câu đầu tiên. Bạn nghiêm túc chứ? Are you serious? Are you serious? Serious là nghiêm túc. Serious. Serious. Are you serious? Không có đùa đâu. No joking. Joke. Là nói đùa là giỡn. Joke. No joking. No joking. No joking. Are you serious? Bạn nghiêm túc hả? Bạn nghiêm túc chứ? No joking. Không có đùa đâu. Are you serious? No joking. Bình thường thì bạn về nhà lúc mấy giờ? What time do you usually arrive home? What time do you usually arrive home? What time do you usually arrive home? Usually có nghĩa là bình thường, thông thường. Usually. Usually. Arrive là về. Về đâu? Về nhà là arrive home. What time do you usually arrive home? What time do you usually arrive home? Tôi thường về nhà lúc 6 giờ. I usually arrive home at 6 o'clock. I usually arrive home at six o'clock. I usually arrive home at six o'clock, six o'clock, six o'clock. I usually arrive home at six o'clock. What time? Do you usually arrive home? Bạn thường về nhà lúc mấy giờ? Tôi thường về nhà lúc 6 giờ. I usually arrive home at 6 o'clock. What time do you usually arrive home? I usually arrive home at 6 o'clock. Bình thường thì bạn ăn tối lúc mấy giờ? When do you usually have dinner? When do you usually have dinner? Thì trong câu này when thay cho what time. What time thì nó sẽ cụ thể về giờ hơn. Còn when là tùy cái cách người ta trả lời ha. Rồi. When do you usually have dinner? When do you usually have dinner? Have dinner. Có nghĩa là ăn tối. Have dinner. Tôi thường ăn lúc 7 giờ. I usually eat at seven o'clock. Bây giờ, seven o'clock. Seven o'clock. Seven o'clock. I usually eat at seven o'clock. Thì các bạn có thể sử dụng từ have dinner. Hoặc các bạn cũng có thể nói là eat để thay cho have dinner nha. Thông thường thì bạn ăn tối lúc mấy giờ? When do you usually have dinner? Tôi thường ăn tối lúc 7 giờ. I usually eat at 7 o'clock. When Do you usually have dinner? I usually eat at seven o'clock. Khi nào thì bạn bắt đầu làm việc? When do you start to work? 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 Bắt đầu làm việc. Start to work. Start to work. Start to work. When do you start to work? Tôi bắt đầu làm việc lúc 9 giờ. I start to work at 9 o'clock. I start to work at nine 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 o'clock. Bạn bắt đầu làm việc lúc mấy giờ? When do you start to work? Tôi bắt đầu làm việc lúc 9 giờ. I start to work at 9 o'clock. When do you start to work? I start to work at 9 o'clock. Bạn có thường đi thăm bạn bè không? Do you often visit your friends? Do you often visit your friends? Visit có nghĩa là đi thăm, thăm ai đó, thăm cái gì đó. Ví Visit. 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 Do you often? Visit your friends. Do you often visit your friends? Do you often visit your friends? có cũng thường lắm thì ở đây câu hỏi là do you? thì khi trả lời các bạn nói là yes i do. Yes i do quite often là cũng thường lắm. Quite often. Quite often. Quite often. Yes, I do. Quite often. Do you often visit your friends? Bạn có thường đi thăm bạn bè không? Yes, I do. Quite often có cũng thường lắm Do you often visit your friends? Yes, I do. Quite often. Bạn có từng đi sở thú chưa? Do you ever go to the zoo? Go to the zoo. Zoo là sở thú. Zoo zoo. Go to the zoo. Đi sở thú. Do you ever. Từ ever. Có nghĩa là từng. Do you ever go to the zoo? Do you ever go to the zoo? Không, tôi không thích động vật hoang dã. No, I don't like wild animals. No, I don't like wild animals. Không, tôi không có thích. No, I don't like. Tôi không thích cái gì. Động vật hoang dã. Wild là hoang dã. Wild, wild. Animals, hoặc animal. Cái nào cũng được hen. Animals, hoặc animals. Rồi, trong bài này thì mình sẽ đọc là animals. No, I don't like wild animals. Bạn có từng đi sở thú chưa? Do you ever go to the zoo? Không, tôi không thích động vật hoang dã. No, I don't like wild animals. Do you ever go to the zoo? No, I don't like wild animals. bạn thường làm gì trong thời gian rảnh. What do you do in your free time? What do you do in your free time? What do you do in your free time? Free time là thời gian rảnh. Free time. What do you do in your free time? Tôi nấu ăn. I cook. I cook. I cook. What do you do in your free time? Bạn thường làm gì trong thời gian rảnh? I cook. Tôi nấu ăn. What do you do in your free time? I cook. Bạn đi đến trường bằng gì? How do you go to school? 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 Bằng xe buýt. By bus by bus. By bus. How do you go to school? Bạn đi đến trường bằng gì? By bus. Bằng xe buýt. How do you go to school? By bus. Mất thời gian bao lâu? How long, How long does it take? 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 Khoảng 20 phút about 20 minutes hoặc about 20 minutes 20 là 20 nếu mà các bạn muốn đọc theo giọng Mỹ thì các bạn sẽ nói là twenty 20. 20 minutes about 20 minutes hoặc about 20 minutes Mất thời gian bao lâu? How long does it take? Khoảng 20 phút. About 20 minutes. How long does it take? About 20 minutes. Có phải cô ấy là người Ý không? Is she Italian? Italian là người Ý. Nước Ý là Italy. Người Ý là Italian. Is she Italian? Is she Italian? Ờ, à, tôi nghĩ vậy. Yes, I think so. Yes, I think so. Yes, I think so. Is she Italian? Có phải cô ấy là người Ý không? Yes, I think so. Ờ, à, tôi nghĩ vậy. Is she Italian? Yes, I think so. Cô ấy nói tiếng Anh tốt không? Does she speak English well? Does she speak English well? Does she speak English well? Không, tôi không nghĩ như vậy. No, I don't think so. No, I don't think so. I think so là tôi nghĩ như vậy. I don't think so. Thêm từ don't vào thì nó có nghĩa là phủ định ha. No, I don't think so. Cô ấy nói tiếng Anh giỏi không? Does she speak English well? Không, tôi không nghĩ vậy. No, I don't think so. Does she speak English well? No, I don't think so. Tối nay cô ấy có đi đánh buổi tiệc không? Is she coming to the party tonight? Is she coming to the party tonight? Is she coming to the party tonight? Is she? Coming to the party tonight? Is she coming to the party tonight? Tôi hy vọng I hope so. I hope so. I hope so. Không phải là hope hope. I hope so. Is she coming to the party tonight? Tối nay cô ta có đi đến buổi tiệc không? I hope so. Tôi hy vọng là như vậy. Is she coming to the party tonight? I hope so. Bạn bị sao đó? What's wrong? What's wrong? What's wrong? What's wrong? tôi bị cảm, I've got a cold, cold, lời bị cảm, cold, cảm lạnh nha, cold, I've got a cold, what's wrong, bạn bị làm sao vậy, I've got a cold, tôi bị cảm lạnh What's wrong? I've got a cold. Sao bạn không đi khám bác sĩ? Why don't you see a doctor? Why don't you see a doctor? Why don't you see a doctor? See a doctor. Có nghĩa là đi gặp bác sĩ nói một cách khác là đi khám bệnh tôi không có biết bác sĩ nào cả i don't know any doctor i don't know là tôi không biết any doctor là bất kỳ bác sĩ nào i don't know any doctor Why don't you see a doctor? Tại sao bạn không đi khám bác sĩ đi? Tôi không biết bác sĩ nào cả. I don't know any doctor. Why don't you see a doctor? I don't know any doctor. Sao bạn không đi hỏi hàng xóm đi? Why don't you ask your neighbor? 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 Neighbor hangs on neighbor Why don't you ask your neighbor? Đó là ý kiến hay á. That's, That's a good idea. 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 Why don't you ask your neighbor? Sao bạn không đi hỏi hàng xóm đi? That's a good idea. Đó là ý hay đó. Why don't you ask your neighbor? That's a good idea. Mai có phải là một ngày đẹp không? Is it going to be a nice day tomorrow? Is it going to be a nice day tomorrow? Is it going to be a nice day tomorrow? Is it going to be a nice day tomorrow? Tôi không biết. I have no idea. I have no idea. Idea, ý kiến, no idea là không có ý kiến. Have no idea. là có không có ý kiến tức là không có ý kiến I have no idea I have no idea Mai có phải là một ngày đẹp không Is it going to be a nice day tomorrow Tôi không biết nữa I have no idea Is it going to be a nice day tomorrow? I have no idea. Có phải hôm nay trời sắp mưa không? Is it going to rain today? Is it going to rain today? Mưa là rain. Is it going to rain today? Tôi hy vọng là không. I hope not. I hope not. I hope not. Có phải hôm nay trời sắp mưa không? Is it going to rain today? Tôi hy vọng là không. I hope not. Is it going to rain today? I hope not. Bạn có nói tiếng Anh giỏi không? Can you speak English well? 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 chỉ một chút thôi. Just a little. Just a little. Các bạn có thể nói dòng Mỹ là little. 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 Just a little. Can you speak English well? Bạn có nói tiếng Anh giỏi không? Chỉ một chút thôi, just a little. Can you speak English well? Just a little. Tháng vừa rồi bạn ở đâu? Where were you last month? 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 To the Yulet. I was on vacation. I was on vacation. I was on vacation. Where were you last month? Tháng vừa rồi bạn đi đâu? I was on vacation. Tôi đi du lịch. Where were you last month? I was on vacation. Khách sạn như thế nào? What was the hotel like? What was the hotel like What was the hotel like? What was the hotel like? Like. Ở đây là giống như thế nào chứ không phải là thích nha. What was the hotel like? Tuyệt vời. Excellent. Excellent excellent. What was the hotel like? Khách sạn như thế nào? Excellent. Tuyệt vời. What was the hotel like? Excellent. Con người thì thế nào? Người dân thì thế nào? What were the people like? What were the people like Ở đây people là số nhiều cho nên các bạn thêm were thay cho was nha yeah. What were the people like Họ thân thiện lắm They were very friendly They were very friendly they were very friendly they were very friendly 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 what were the people like con người thế nào they were very friendly Họ rất là thân thiện. What were the people like? They were very friendly. Vợ của bạn có đi cùng không? Was your wife with you? 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 Hi call was your wife with you? Was your wife with you? Không, cô ấy go, Florida? No, she was in Florida. Was your wife with you? Vợ của bạn có đi cùng không? No, she was in Florida. Không, cô ấy ở Florida. Was your wife with you? No, she was in Florida. Bạn có thể đổi cái áo thun này không? Cái áo thun ở đây là áo không có cổ. Can you change this T-shirt, please? Can you change this T-shirt, please? Can you change? Bạn có thay đổi đổi cái gì? This T-shirt, cái áo này. Please là làm ơn. Can you change this T-shirt? Please. Đương nhiên là được rồi. Certainly. 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 Can you change this t-shirt please? Bạn có thể đổi cái áo thun này được không? Đương nhiên là được. Certainly. Can you change this t-shirt please? Certainly. Nó bị làm sao vậy? What's wrong with it? What's wrong? Là cái gì bị sai vậy? What's wrong with it? Nó bị sai cái gì vậy? Tức là nó có vấn đề gì đó. What's wrong with it? What's wrong with it? Nó nhỏ đối với tôi quá? It's too small for me. It's too small for me. Small là nhỏ. Too small là quá nhỏ. What's wrong with it? nó bị làm sao vậy. It's too small for me. nó nhỏ đối với tôi quá? What's wrong with it? It's too small for me. Bạn có size cỡ nào? What size are you? What size are you? What size are you? Size. Size là size. Size là kích cỡ là size. What size are you? Tôi cũng không biết nữa. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. What size are you? Size cỡ mấy? Size của bạn cỡ mấy? I'm not sure. Tôi không biết nữa. Tôi không chắc nữa. What size are you? I'm not sure. Bạn đo cho tôi được không? Can you measure me? Can you measure me? Measure. 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 Can you measure me? Can you measure me? Measure. Có nghĩa là đo đạt, đo, nói chung. Measure. Can you measure me? Đương nhiên là được. Of course I can. Of course là đương nhiên. Of course. Of course. I can. Of course I can. Can you measure me? Bạn có thể đo cho tôi được không? Of course I can. Đương nhiên là tôi có thể rồi. Can you measure me? Of course I can. Tôi nghĩ tiền thối của tôi bị nhầm rồi. I think my change is wrong. I think là tôi nghĩ, my change là tiền thối của tôi, is wrong. I think my change is wrong. I think my change is wrong. đúng rồi bạn cần thêm hai đô nữa. Yes, you need another two dollars. Yes, you need another two dollars. Yes, you need another two dollars. Another, có nghĩa là khác two dollars là hai đô khác nữa tức là thêm hai đô nữa yes you need another two dollars I think my change is wrong tôi nghĩ là tiền thối của tôi bị sai rồi yes you need another two dollars I think my change is wrong. Yes, you need another two dollars. John, có phải anh đó không? John, is that you? Is that you? Có phải là bạn không? Có phải là anh không? Anh John? John, is that you? Ừ, anh về rồi. Yes, I'm back. I'm back. Là tôi về đây. Tôi đã về rồi. I'm back. John, có phải là anh không? John, is that you? Yes, I'm back. đúng rồi. anh về rồi. John, is that you? Yes, I'm back. Anh về nhà bằng xe taxi hả? Did you come home by taxi? Did you come home by taxi? Come home là về nhà. By taxi là bằng taxi. Did you come home by taxi? Did you come home by taxi? Öh, mấy cái tối nặng quá? Yes, the bags were very heavy. Heavy là nặng. Heavy. Yes, the bags were very heavy. Did you come home by taxi? Yes, the bags were very heavy. Anh đã đi đâu vậy? Where did you go? Where did you go? Where did you go? Anh đi siêu I went to the supermarket. I went to the supermarket. Where did you go? Anh đi đâu vậy? Anh I went to the supermarket. Where did you go? I went to the supermarket. Anh đã mua cái gì? What did you buy? What did you buy? What did you buy? Did you buy? Anh không có mua gì hết. Huh? I didn't buy anything. I didn't buy anything. I didn't buy anything. What did you buy? mua đã mua gì vậy? gì vậy? I didn't buy anything. Anh không có anything. không mua cái mua gì gì I What did you buy? I didn't buy anything. Sao anh không mua gì hết trơn vậy? Why didn't you buy anything? 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 anh để quên cái ví hoặc là anh bỏ quên cái bóp tiền. I forgot the wallet. I forgot the wallet. Forgot là quên. Nó là quá khứ của forget. I forgot the wallet. I forgot the wallet. Why didn't you buy anything? Sao anh không mua gì hết trơn vậy? I forgot the wallet. Anh bỏ quên cái ví. Why didn't you buy anything? I forgot the wallet. Hồi sáng nay tôi mới bị mất cái túi. I lost my bag this morning. 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 I lost. Là tôi đã làm mất cái gì đó hen. I'm lost. Là tôi đi lạc. Có từ em ở trong đó thì có nghĩa là tôi bị đi lạc. I lost my bag this morning. Vậy hả? Really, really, really. I lost my bag this morning. Tôi bị làm mất cái túi hồi sáng này. Really, vậy hả? I lost my bag this morning. Really? Bạn bị mất ở đâu? Where did you lose it? Where did you lose it? Lose là hiện tại của lost. Ở đây là quá khứ. Tuy nhiên, chúng ta không sử dụng từ lost. Tại vì trước đó chúng ta đã sử dụng từ did. Where did you lose it? Bạn mất nó ở đâu? Trên xe buýt. On the bus. On the bus. On the bus. Bus. Xe buýt. Where did you lose it? Bạn làm mất nó ở đâu? On the bus. Ở trên xe buýt. Where did you lose it? On the bus. Bạn biết bơi không. Can you swim? Can you swim? Can you swim? Swim là bơi. Swim. Can you swim? Tôi có thể bơi lúc lên năm. I could swim when I was five. Câu hỏi là can. Nhưng mà câu trả lời là đang nói về quá khứ. Đang nói về cái chuyện đã xảy ra rồi. Cho nên, thay vì nói can, các bạn sử dụng từ could. I could swim. Tôi đã có thể bơi. When I was five khi mà tôi đã 5 tuổi. I could swim when I was five. Can you swim? Bạn có thể bơi không? Tôi có thể bơi lúc tôi lên năm. I could swim when I was five. Can you swim? I could swim when I was 5. Can you swim? I could swim when I was 5. Lúc Batoi tuổi bạn có thể đọc không? Could you read when you was 3? Could you read when you were 3? Could you read when you were three. Could you read when you were three? Could you read when you were three? Read. Không phải là read. Read. Could you read when you were three? Could you read when you were three? Nhớ số ba đọc là th, read, three. Could you read when you were three? Đương nhiên là không thể rồi. Of course I couldn't. Couldn't. Nhưng mà các bạn có thể nói couldn't. Đó là cách mà người Mỹ người ta có thể nói khi mà người ta muốn rút gọn lại. Of course là đương nhiên. Of course I couldn't. Hoặc Of course I couldn't. Could you read when you were three? bạn có thể đọc lúc ba tuổi không. Of course I couldn't. đương nhiên là tôi không thể rồi. Could you read when you were three? Of course I couldn't. chuyện gì đó? Chuyện gì đã xảy ra vậy? What's the, What's the matter? 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 Các bạn cũng có thể sử dụng từ wrong. What's wrong? What's the matter? What's the matter? Chồng của tôi đã đi rồi. My husband's, My husband's gone. My husband's gone. My husband's gone. Trong câu này, các bạn thấy có từ phẩy s thì nó không phải là is đâu nha. Nó thay thế cho has. My husband has gone. Thì các bạn có thể rút gọn lại thành My husband's gone. What's the matter? chuyện gì đó? What's the matter? My husband's gone. Chồng của tôi đi rồi. What's the matter? My husband's gone. Anh đi công tác, hả? Did he go on? A business trip, chúng ta có từ business, 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 có nghĩa là kinh doanh, việc kinh doanh. Trip là chuyến đi, nguyên cụm từ go on a business trip, có nghĩa là chuyến đi công tác, đi công tác. Did he go on a business trip? Did he go on a business trip? Come đi di Mary. No, he went with Mary. No, he went with Mary. No, he went with Mary. No, Did he go on a business trip? Anh đi công tác hả? No, he went with Mary. Không, anh đi với Mary. Did he go on a business trip? No, he went with Mary. Bạn có thể cho tôi mượn 5 đô không? Can you lend me five dollars? Can you lend me five dollars? Lend có nghĩa là cho mượn. Borrow là mình mượn, mình mượn người khác. Các bạn sẽ dùng từ borrow. Trong trường hợp này, người khác cho mình mượn, thì người khác sẽ lend tiền cho mình. Thì, can you lend me five dollars? Bạn có thể cho tôi mượn 5 đô không? Can you lend me 5 dollars? Xin lỗi, tôi không có đem theo tiền mặt. Sorry, I have no cash. Sorry, I have no cash. Cash là tiền mặt. No cash, không có tiền mặt. Have no cash, có không có tiền mặt tức là không có tiền mặt sorry i have no cash can you lend me five dollars bạn có thể cho tôi mượn năm đô không sorry i have no cash xin lỗi nha tôi không có tiền mặt can you lend me five dollars sorry i have no cash bạn có phải là người nước ngoài không? Are you, Are you a foreigner? Are you a foreigner? Are you a foreigner? Are you a foreigner? Foreigner. Are you a foreigner? Are you a foreigner? Đừng có lớn tiếng, tôi đâu có điếc đâu. Don't shout. I'm not deaf. Don't shout. Shout. Có nghĩa là là lớn, lớn tiếng. Shout. Don't shout. I'm not deaf. I'm not deaf. Deaf. Are you a foreigner? Bạn có phải là người nước ngoài không? Don't shout. I'm not Deaf. Đừng có lớn tiếng, tôi đâu có bị điếc đâu. Are you a foreigner? Don't shout, I'm not deaf. Are you a foreigner? Don't shout, I'm not deaf. Rồi, bài học của ngày hôm nay đến đây là kết thúc và mình xin hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo nhé